chị đi. Đây bây giờ chị no, không phải của mình con, của bà. Hôm nay là chị đi chị ngoan quá mà trời quá đẹp luôn, là đi mua kem cho chị ăn nè cô chú nè. Kem là ăn ở chợ, ăn ở ngay tiệm luôn chứ không phải là kem mua chợ nữa. Chị chờ rất là kiên nhẫn. Chị đứng chị chờ rất là kiên nhẫn. Chuẩn bị tới mình đó con. Ok, đừng có cắm móng tay. Hôm qua Ngọc có đọc được một cái comment của một cái bạn này. Một cái comment rất là dài. Cái comment của bạn này nói là Ngọc làm lố trong video clip của Chay. Nói lố nói quá. Chay ngoan thì ai không biết Chay ngoan, Chay thông minh thì ai không biết Chay thông minh. Rồi chị thương Chay thì ai cũng biết chị thương Chay, mà chị làm phải lố. Không có cần phải nói ra như vậy. Rồi ví dụ như mà chị bạn đó thì như bạn coi video, bạn nói bạn coi video mà mở cái tiếng lên á, nghe thấy bắt cỡ. Người ta nhìn nghe, người ta mở lên ta nhìn á, ta nhìn bạn đó bạn thấy bắt cỡ. Thứ nhất á là khi mà coi cái video clip nào đó. Thank you. Đi qua đây con. Rồi Chay ngồi cho ăn đi Chay. Nè mẹ có khăn giấy rồi nè, đây. Rồi, ăn đi con. Kệ người ta đi. Thì Ngọc nói là thứ nhất á là khi mà ai á, không biết làm sao chứ con Ngọc khi mà Ngọc coi những cái video clip nào mà Ngọc yêu thích á thì Ngọc chỉ thích coi cái những cái video clip đó một mình thôi. Trong cái không gian nó chỉ có một mình. Ngọc không có thích mà mở lên trong một cái không gian nào mà có người khác nghe cái câu chuyện mà mình đang nghe hết. Cái gì mà mình đang coi hết. Cái đó là vấn đề thứ nhất, nên là cái vấn đề mà bạn mở ra mà người đối diện của bạn nghe cái đó rồi làm bạn mắc cỡ thì Ngọc cũng không biết là như thế nào. Tại vì cái video clip mình đang coi mà thí dụ như mình thích nhưng mà có khi người khác người ta không thích, nên là nó sẽ làm người khác khó chịu. Đó, cái đó là cái cách mà Ngọc coi video clip. Cái thứ hai á, Ngọc không hề làm lố. Ở ngoài có sao là y chang vậy đó, chứ Ngọc không có làm lố, làm quá đáng lên. Mà có khi trong video có những lúc là Ngọc cũng kìm nén ấy đồ dữ lắm, chứ ngoài Ngọc còn cưng nó hơn vậy nữa. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ quay video mà bây giờ Ngọc không nói. Bây giờ nha, sau khi Ngọc nói xong cái câu chuyện này nè, hết nguyên cái video clip này Ngọc sẽ không nói cái gì trong video hết. Để cho bạn đó nghe thì được yên tĩnh. Rồi xong rồi cái kể thử coi mọi người sẽ nghĩ cái video clip một mình Chay mà không Ngọc không có nói thì sẽ như thế nào. Đúng rồi, con chùi đi. Rồi cái thứ hai á là bạn nói là chị ơi chị đừng có kêu là mọi người phải học theo Ngọc cái này cái kia. Ủa Ngọc đâu có nào giờ Ngọc đâu có kêu các bạn phải học theo đâu. Hôm qua Ngọc kể cái câu chuyện á là Chay á tối trước khi đi ngủ á là Ngọc dặn Chay á là ngủ dậy sớm ngày mai đi học múa. Rồi cái mà thường thường á cái gì mà tối mà sáng chuẩn bị có sự kiện gì tối Ngọc dặn á là sáng Chay nó dậy rất là ngoan chứ ấy. Ngọc đó mọi người thử làm cái cách đó với con của mọi người thử coi sao. Cái chỉ dạy thôi đó. Chứ có ai chỉ dạy gì đâu. Gì con? Mẹ quên gì? Mẹ đâu có quên dẫn con đi múa ba lê đâu. Hôm qua con mới đi xong mà. Đó. Nên là thí dụ như mà có thể là những người trong gia đình của Ngọc á, ba mẹ hay là cô chú ai coi thì người ta sẽ thấy bình thường, tại vì người ta quen với cái đó rồi, ta biết gặp sao rồi. Còn mấy bạn chắc coi không biết có coi nhiều hay không, coi ít hay không. Những cái video clip á, lâu lâu người ta cũng có những cái sự phấn khởi chứ đâu phải ngày nào cũng cái kiểu đó. Rồi có những video clip là mà làm video clip cho Chay thì thật sự là Ngọc phải nói chuyện, chứ còn mà nếu mà Ngọc không nói chuyện thì thật sự coi video clip Chay nó không hề vui. Cái đó Ngọc nói thiệt luôn á. Rồi không lẽ bây giờ nào, ok bắt đầu từ bây giờ nha. Hết cái video clip này Ngọc sẽ quay các bạn cho con Chay coi Chay không thôi. Ngọc không nói gì hết á. Nè. Rồi mọi người sẽ thấy cái video clip nó sẽ như thế nào.
is this? What is this? That is... What is this, chocolate? Or is there jelly? Mom, I want the white one. I want the white chocolate. Did you hear her? She said, leave more turns.
Mommy's saying I got work today.
and then I go outside again. The boat ride. Okay, let's go on the boat ride. I just want to go on the boat ride. But Daddy's not bigger. Daddy's trying really fast. Oh. Is that better, Jay? What's your name? Andrew. Oh. It's fresh. Oh my God, it is fresh. This ride. What happened? Hey, fresh is sure. Purple fish. Purple fish. Get my phone. No, the people can ride. That's not fun, Audrey. I am happy. I'll go to your house. Okay, fine. Oh, I'm a fish!
You're welcome. What's happening? Eat it. Audrey, eat it.